Thời kinh lễ bái Tam Bảo đã tụng xong. Dạ, con kính mời sư Tinh Tuệ hoan hỷ thuyết giảng bài học Bali ngày hôm nay. Và con dâng mic đến sư. Chúc cả lớp có buổi học an vui ạ. Sư chưa mở mic đó sư. Nam mô Phật Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Thần Thầy Giá. Xin chào các học viên. Giờ hôm nay thì con xin ta sẽ học tiếp bài thứ 7 phần bài tập. Sửa tiếp phần bài tập.
thấy anh các thánh chưa lên lên các bà bệnh rồi thì vì tôi lên để cho các tử giờ hôm trước thì mình đã đọc xong phần nữ bệnh rồi và mình cũng đã sửa xong phần ly sang tiếng Việt giờ thì còn lại phần dịch Việt sang bên ly rồi phần bài tập nâng cao thì đang chia sẻ màn hình cặp tử lâu như cáp tử mình có nhìn thấy bài gì vậy? Dạ, có nhìn chưa. Thấy bài chưa? Dạ chưa sư. Chưa hả? Dạ thấy rồi, dạ thấy rồi. Bây giờ không thấy. Dạ thấy thấy rồi. Chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ vậy chúng ta sẽ sửa từ tiếng Việt sang bên ly. Giờ ai sửa được câu nào thì sửa câu đó. Phần bài tập nâng cao này thì ở trong nếu mà chúng ta xem nó thấy hơi tại trong bài tập Bali quyển 1 này thì đang điều chỉnh lại cả phần cơ bản lẫn phần nâng cao, cho nên nếu mà các tử mình thấy khác với câu trong sách thì chúng ta nhìn trên máy để chúng ta sửa. Hai bữa nữa tôi làm xong tôi sẽ gửi lại cho đó. Rồi ai sửa được câu nào thì sửa câu đó. Đây là năm câu tiếng Việt. Câu một là bằng tử đề bà đạt đa là người có tâm nhân tị. Câu số 2 thì ngược lại thái tử sĩ đạt ta là người có tâm bi. Đề bà đạt đa đang dùng mũi tên bắn con thiên nga. Câu số 4 con thiên nga đang rơi từ cành cây xuống đất. Câu số 5 thái tử sĩ đạt ta đang ngăn hoàng tử ấy. Dạ bạch sư, con sửa câu số 1 rồi. Ta biết được trong chat đi mà mở con đánh trong chat thôi. Dạ để con đánh trong chat. Dạ bạch sư, con sửa câu số 2 ạ. Rồi sư, các thánh vô rồi sư. Dạ bạch sư, để con chia sẻ màn hình để sửa lúc này. Rồi anh chia sẻ màn hình. Để coi mấy Phật tử họ, họ làm bài không chắc á. Bạch sư, con xin sửa câu số 4 ạ. Rồi. Nó có khác gì sửa. Đang nhìn câu nào cậu biết nghe câu đó. Để hai bữa nữa đi. Hai bữa nữa tôi sẽ gửi cái bản mới lại. Mình làm. Là khoảng rằm tháng 4 rằm Phật đản thì mình sẽ in nguyên cái bộ Bali ba quyển rồi ba quyển bài tập ba quyển bài học in khoảng 500 bộ.
Nãy là mình được câu số 1, câu số 2, câu số 4, thì là còn câu số 3 với câu số 5. Bạch sư, con làm câu số 5 xem. Bạch sư cho con làm câu số 5. Mỗi người sửa một câu thôi, để mọi người tập sửa cho mình để làm một câu. Ta phải sửa bài mới nhớ, mới hiểu bài. Còn học mà cứ ngồi im nói thì mà sửa thì nó có sai, nhưng qua bài sửa đó mình sẽ hiểu bài tốt hơn. Thank you.
Các khánh cô đánh nãy cô đánh cái phá quá tí mà nó ra là phá quanh gì đó thì cô có sửa lại là phá quá tí, à, phá quá tí. Yeah. Tại tự nó nhảy. Nào lớp xong bác chưa thấy. Dạ sửa xong 5 câu rồi sư. Rồi. À, giờ chúng ta xem câu số 1. Đề bà đặt ra hoàng tử, đề bà đặt ta là người có tâm ganh tị. Ở đây mình có mấy chữ. Hoàng tử đề bà đặt ra là một chữ. À, là người có tâm ganh tị là cho động từ đi. Người có tâm ganh tị. Người là ba. Thì chữ đề bài đặt ra là số 1, chữ người có tâm linh tị là số 2, chữ là số 3. Đó. Thì mình sẽ có cái câu đó là đề quá đắc phát ra chắc của mà rô chí xa xâm dư phát chí tô không tí. Cái dòng mẫu câu này á, mình có thể biết nó ở hiện tại hoặc là mình muốn nói về quá khứ thì cũng được. Rồi, ngược lại thái tử sĩ đặt ta là người có tâm bi. Ngược lại Pana Sithatha Rajakumaro Kavna Samyutta Chito Phabati. Cái này nó chỉ được thêm cái chữ ngược lại thôi nha, giống nha. Nên có gì mà biết hai câu đây. Sithatha Rajakumaro. Đề bài đặt ra dùng mũi tên bắn con thiên nga. Thì ở đây mình sẽ tách ra đề bài đặt ra là một. Dùng ở đây tức là cách thứ ba. Cho nên ở đây chữ dùng là dùng mũi tên là hai, bắn là ba, con thiên nga là bốn, tức là có bốn phần. Vậy chữ đề bài đặt ra là chủ từ cho nó số một. Chữ bắn thì nó là động từ cho nên cho nó số 4. Bắn con thiên nga, con thiên nga nó là phúc từ cho nên con thiên nga nó số 3. Mình bắn bằng cái gì đó thì nó là số 2. Mình sẽ xem câu ở dưới thầm biết sao. Rồi mình có là đê quá đắc phá ra chắc của ma rô sá rê ná căng thăng biết chẳng tiết. Sao biết chẳng tiết. Cái câu này tại mình biết nó thiếu cái chữ đã cho nên biết ở thời hiện tại. Còn nếu mà người ta thêm chữ đã, cái bản mới xưa thêm chữ đã sau này, coi như bài này cũng chưa tới thì quá khứ hả? Bài này cũng chưa tới thì quá khứ cho nên nó vẫn không thể hiện tại. Khi mình muốn rõ cho thì hiện tại thì mình cứ biết cái câu đó là để mà đặt ra đang sử dụng mũi tên để bắn con thiên nga. Để bà đặt ra đang dùng mũi tên bắn con thiên nga thì như vậy nó sẽ trở thành thì hiện tại. Thì cái đó mình đặt tình huống thôi ha, đặt tình huống để mình biết câu theo bài học của mình thôi. Tại mình chưa học thì quá khứ. Hoặc là đeo quá rõ tô nam á ra chắc cũng mà rồi cũng được. Rồi cho tiếp nha. Câu số 4. Con thiên nga rơi từ cành cây xuống đất. Con thiên nga là một. Rơi thì là động từ. Là phần 2. Từ cây phần 3. Rồi xuống đất là phần 4. Thì ở đây mình có con thiên nga là số 1, rơi là số 4. Rơi từ cây xuống đất nên chữ đất ở đây nó là phúc từ. Nên chữ đất ở đây là số 3. Từ cành cây là số 2. Thì ở đây mình sẽ có là thân so sa khai giá quá chục thân ba tiền.
Nếu mình muốn rõ cho thầy hiện tại thì mình biết là con Thiên Nga đang rơi từ cành cây xuống đất. Thái tử Sĩ Đạt Ta ngăn hoàng tử ấy. Ở đây mình có thái tử Sĩ Đạt Ta làm hộ. Ngăn là hai, hoàng tử ấy là ba. Thì thái tử thì Sĩ Đạt Ta là chủ từ là số 1. Ngăn động từ là số 3, hoàng tử ấy là số 2. Thì ở đây mình thấy người ta biết là cái thất thát Rajakumaro Tăng Nikwa Ni ba re ti ha. Ni ba re ti. Cái động từ này biết lộn. Ni ba re ti. Cái câu này sau này sư sẽ biết lại cho nó đúng ở dạng thì hiện tại hết. Bằng cách thêm chữ đang. Cái việc mới của mình thì nó sẽ rõ hơn. Biết theo thầy. Tiếp theo là cho nó rõ thì cái mấy câu này thì đúng ra là nó đều thuộc về quá khứ, mà vì mình chưa học thì quá khứ cho nên mình đặt nó vào cái tình huống giống như là nó đang diễn ra, giống như mình nhìn bức tranh mà nó đang diễn ra, hoặc là xem trên TV vậy, giống như xem về câu chuyện Đức Phật, mình thấy Thiên Nga nó bị bắn, nó đang rơi từ thầy xuống. Mình đặt ra tình huống như vậy để biết con. Rồi, vậy sang phần bài tập nâng cao. Giờ mình có 5 câu hay sửa được câu 5 câu từ bên ly sang tiếng Việt trước ha. Rồi, ai dịch được câu nào dịch câu đó. Bạch sư, con xin sửa câu số 2 ạ. À. Con xin sửa câu số 1 ạ. Bạch sư, con xin sửa câu số 3. Bạch sư, con xin sửa câu số 5 ạ. À. Câu số 1 con xin dịch là ganh tị là trạng thái của tâm sân. Dạ. Câu số 2 con xin dịch là thái tử Siddhartha là người có cả tâm từ lẫn tâm bi ạ. Thái tử Siddhartha là người có cả tâm từ lẫn tâm bi ạ. Dạ thưa chữ tâm. Giờ mà làm bài tập qua lại là thấy các tử mình nhớ từ cũng khá. Chỉ cần gì khó làm bài tập là nhớ khó. Rồi bây giờ mình có cái thêm nguyên lớp gì khó nữa. Dạ, câu số 3 là thái tử Rahula cùng công chúa sống trong hoàng cung. Thank you.
Câu số 4 hình như nãy chưa ai xưng phong chưa? Con xin dịch câu số 4 luôn nha sư. Quần thần đang nhìn thái tử. Chấm. Các bảo mẫu cũng đang nhìn thấy ngài. Dạ, câu 5 không biết đã có ai dịch chưa ạ? Ai sửa chưa ạ? Nào đăng ký Diệu Thị. Dạ vâng ạ. Pháp an trú cao thượng. Có từ bi hỷ xả. Pháp an trú cao thượng là từ bi hỷ xả. Chị chắc ta rô nữa chị. Chắc là bỏ bốn pháp cao thượng. Bốn pháp cao thượng là từ bi hỷ xả. Bạch sư con thêm chữ có bốn pháp an trú cao thượng là tâm từ bi hỷ và xả, tâm xả. Có bốn pháp an trú cao thượng là tâm từ bi hỷ và xả, tâm xả. Rồi xem phần bài sửa ha, lên câu số 1. Isa đồ sang cái nào phóng mắt tí. Anh Khánh sửa cái chữ Lakana này thành A M chấm. Lakana này thôi. Lakana là chữ A này thành A với M chấm. Lakana này sửa. Không, chữ na nè, chữ na ở cuối nè. Dạ. Thành ác. Cái này hả sư? Rồi em mời chấm. Câu đó sửa lại. Cần gì là thái của tâm sanh. Lắc không hả? Thất thán là người thái tử, thán là người có tâm từ lẫn tâm bi. Này ta phải biết ha, cả cái này lẫn cái kia. Con số 3, thái tử rau lát cùng con chúa sống trong hoàng cung. Cùng con chúa sống trong hoàng cung. Và làm muốn cho hiện tại thì cứ dịch em đang sống cùng con chúa trong hoàng cung. Quần thần đang nhìn thái tử, các bảo mẫu cũng đang nhìn nhìn thấy ngài cũng được, hoặc là cũng đang nhìn ngài. Câu số 5.
Chattaro Brahma Viharam Vihara Khamma Mitaya Uttukatma Chambulita Upekha Chati Kunti. Bốn pháp ăn trú cao thượng là từ vị thị xã, hoặc là có bốn pháp ăn trú cao thượng là từ vị thị xã. Cái này khi mình dịch động từ hoặc không dịch cũng được, trong trường hợp này nó sao cả, chủ yếu là kể bốn pháp này. Để chữ tâm ở đây luôn được không sư? À? Để chữ tâm ở đây luôn được, chứ là bỏ bốn pháp ăn trú cao thượng là ông bỏ chữ tâm đi. Rồi, em sửa lại bốn câu tiếng Việt luôn. Dạ, dạ sư, cho con hỏi câu số 1 á sư. Nếu mà dùng thêm chữ cổ á, được không sư? Cái gì? Câu số 1 á, ganh tị là trạng thái của tâm sân á. Nếu mà dùng chữ cổ á, được không sư? Tại cái câu này thì nó không có cách thứ 6. Ganh tị là trạng thái của tâm sân. Chữ nữa chứ Khánh, em cái chữ này em cho sư tí nữa này đô xá thêm cái chữ chít tắt tôi Thành nói thêm gì? Dạ ý con nói là này là nó dạng động từ đặc biệt là cái thứ nhất, nhưng mà nó có dùng thêm chữ cũ, nếu mình dịch thêm chữ cũ mà được không sư? Ý con hỏi như vậy. Đâu có cái chữ của đây là dùng cho cái chữ ghép ở trong đây, còn nó là trạng thái nè. Chữ của đây là do từ ghép, nó xuất phát từ chữ ghép ở trong đây, tức là nó, nếu mình tách ra nó là nô sát chí ta sát bắt thanh năng, nhưng mà vì người ta ghép nó lại cho nó gọn. Yeah. Khánh cho lên trên coi lại mấy câu Bali trên nãy là nó có gì sai không? Năm câu Bali trên, năm câu Bali phần cơ bản khu qua khu dứt thái chiếc tao không còn tí. Rồi được rồi, câu số 4, 5 coi, coi câu 4. Ở đây anh sửa lại chữ ăn xin đi. Chữ Lakhana nè, chỗ Lakhana nè, câu số 5 à. Lakhana hả sư? Chữ ăn, chữ A với mà chấm. Trạng thái dịch tắt thì cũng được, là trạng thái tâm thiện hay là trạng thái của tâm thiện gì cũng rồi. Rồi cho năm câu tiếng Việt sang ly thần nâng cao. Bạch sư cho con sửa câu 1 ạ. Cho coi là câu 4 các anh. Không phải câu 4 của cái Pali sang tiếng Việt mà nâng cao. Yeah.
xong rồi anh đưa cho phần tiếng Việt đi. Phần tiếng Việt bài tập nâng cao. Dạ đúng đúng phần này rồi sư. Hả? Dạ đúng phần tiếng Việt bài tập nâng cao chỗ này rồi sư. Không phải. Kéo xuống hả? Kéo xuống. Nữa. Nữa. Kéo lên nữa, kéo lên nữa. Đó. Phần tiếng Việt ở dưới à, đó. Dạ, Bạch Sư con xin sửa câu 1 ạ. Sẽ con xin sửa câu 2 ạ. Đất tới 20 mấy người. Các Khánh viết cùng cô luôn các Khánh. Con sửa câu 5 mà. Con sửa câu 3. Của cô câu 2 nha các Khánh. Xít tát tá ra chá của mà rồi. Qua. Đề quá đắt, tá ra chát cú mà rồ, quá ba sa đăng, hăng sằng, a há ra ra tí, a há ra tí. Cái chữ mà xít thách tá ra chát cú mà rồ quá chứ, quên cô nói chữ qua, con bỏ dấu quyền con, ơ cô, con bỏ cái dấu trên đầu giùm cô. Xin thất thể là trái của mình rồi và cô. Đúng rồi, và. Qua đúng rồi cô. Qua đúng hả? Dạ. Câu số 3. Viết giùm luôn. Hăng săn. A à, há ra tí. Ba sa đăng. Ba sa đăng Nguyễn Khánh. Dấu quyền. Ba sa đăng dấu quyền. Xa nữa. Rồi câu số 3 viết thì mẹ. Phu ba lô chá. Á mắt phu ba lô chá. Á mắt chô chá. Ba sa, ba sa đăng, nít khá măng tí. Nít khá măng tí. Xong.
Các khánh sửa lại giùm cô có cái ham xăng có cái dấu dấu chấm ở dưới chữ ham đó, có sao? Các khánh. Cảm ơn các khánh. À, Linh cái tí dừng cho y với khánh. Dạ. Ừ. Ừ. Tí theo dấu chấm trên câu 1. Không dấu chấm trên nào, à, chữ T chấm chấm dưới. Chữ thá rồi đúng không chị? Ờ có dấu chấm dưới. Dạ. Ừ. Sơn chưa sửa mà. Để tô cho dễ thấy đi. Làm viết gần quá. Còn câu 4. Các khánh ơi, cô thấy câu 4 sao giống câu nãy quá các khánh. Hanso Sakaya. Sakaya. Ờ sao cô thấy giống câu nãy qua qua Sudan ba tí tí. Rồi, thôi để con kép xuống luôn. Ờ thấy giống y chang câu nãy mà. Không biết có đúng không để sư sửa. Dạ, một cái thì con thấy rơi từ cành cây, một cái rơi từ trên cây. Biết là thế nào. Rồi, cách khác nhau hay không nữa để sư sửa. Xong rồi báo sư đi để sư biết. Dạ, xong rồi, dạ đã sửa xong 5 câu rồi sư. Dạ. Câu số 1. Câu số 1 là thái tử sĩ đặt ta đặt chân lên búng tóc của đạo sĩ. Dùm sẽ phân nó ra đó là thái tử sĩ đặt ta là một phần, đặt là hai phần, chân là ba phần, lên búng tóc. Lên búng tóc là bốn phần. Của đạo sĩ Atida là 5 phần. Thái tử sĩ đặt ta là số 1, chủ từ ha. Chữ đặt là động từ nên nó nằm xuống là số 5. Trước động từ là tục từ, đặt ở đây là đặt chân, nên cái chữ chân ở đây là số 4. Đặt chân lên đứng tóc đó là số 3. Của đạo sĩ Atida là số 2. Chúng sẽ có là Thích Thất Phá Ra Chắc Kumaro. Kumaro là sửa cái trường âm. À, Thích Thất Ta Phát Thất Phát là của Thất Mưu Lê. Là trên. Trên vũng tóc. Và Đăng. Thất Bề Tí. Thất Tá chứ không phải là Thích Tá không sư? Hả? Đạo sĩ là A-si-tá không sao? A-si-tá. Đúng rồi, cái chữ đó. Rồi, câu số 2. Không, ác. Đúng rồi.
Câu số 2 mình có thái tử Sĩ Thần Ta hay đề bà Đạt Đa mang con thiên nga về Phật cung. Thì ở đây mình có thái tử Sĩ Đạt Ta là một phần, thứ hai là hai phần, đề bà Đạt Đa là ba phần, mang là bốn phần, con thiên nga là năm phần, về Phật cung là sáu phần. Mình có 6 phần, thái tử Sĩ Đạt Ta là số 1, hay ở đây là số 2, đề bà Đạt Ta là số 3, rồi mang là động từ chính ở trong câu là số 6, mang con thiên nga là thúc từ. Số 5, Hoàng Cung là số 4. Để đây mình sẽ có là Sikatha Rajakumarova Devanata Rajakumarova Pasadang Hang Sang Ahati. Rồi câu số 2, Đức vua và quan đại thần rời khỏi cung điện. Cho nên có đức vua là một phần, qua là hai phần, quan đại thần là ba phần, rời khỏi là bốn phần, cung điện là năm phần. Thì đức vua là số một, qua là số hai, quan đại thần là số ba, nên là cùng chữ từ. Rồi là động từ là số 5, cung điện là số 4. Cho nên có là phu pa lô chát, amac chô chát. Ở đây rời khỏi cái gì đó thì cái đó nó phải là cách thứ 5. Nó sự bị phu pa sa đâm ha. Mình nhớ cái động từ này. Pa sa đâm ha. À. Trong cái chat có câu số 4 đó, Thắng, câu đâu phải đâu, câu đâu đừng báo xuống đâu, đâu đúng. Con thiên nga rơi từ cây xuống đất. Con thiên nga cây, cái này chỉ cây là rút thăm ha. Rút thăm ha và rút. Bỏ cái câu này đi, bỏ câu trên đi. So rút thăm ha quá sụt thăng ba thể ký. Câu nó tương tự, nó chỉ khác một từ thôi. Câu số 5, thái tử ôm con thiên nga và người phụ ngài. Thì ở đây mình có thái tử là một phần, ôm là hai phần, con thiên nga là ba phần, và người là ba phần, của ngài là bốn phần. Có thái tử là số 1, ôm là số 5, con thiên nga là số 4, và người là số 3, của ngài là số 2. Thì anh em có là ra chắc cũng mà rô tạc sát cài dân hàng sân a liên đã tiếp ôm con thiên nga vào người. Vào người ở đây thì mình nó cách thứ 7 ha. Là ca dê hả sư? Cài dâm hí thì chờ rồi. À. Sư cách câu 1 là Asita ta ta sa sa. Ta quá. À, cái này thêm kim chữ sáng. Kim chữ sáng với chữ ạ. Không phải, anh biết gì. Ta quá. Ta chữ quá. Ta sáng.
Như dự án. Nữa, nó thêm chữ S nữa. Chữ. Chữ tóm, tóm lại đi. Sao thấy không được? Rồi, rồi, được rồi. Thêm chữ A. Chữ S. Rồi. Hai chữ S, hai chữ S. Chữ này chữ S thôi. À, bác. Rồi. Sát sát. Sát tì á. Chưa có đánh trong chat đó. Ta bắt sát sát. Chữ này đánh trong ra. À, quên sở hữu. Sát sát. Sát sát. Anh ta phát sát rồi gặp thêm phát sát vô lần được rồi. Rồi, tới nơi kêu sửa mình sửa. Để ta học bài mới thì đi con thời gian gì. Sửa bài xong chúng ta bám nha. Alo. Alo nghe. Cô, cho mấy cô xong rồi Khánh ơi. Chúng ta học bài mới ha. Dùng bài mới. Mới của chúng ta là bài số 8. Đó là phân bỏ sông Tòn. Phân bỏ sông Tòn. Trong phần này thì sao đoạn lịch sử liên quan đến tài nghệ của Thái tử Kim Thập Thát. Thì mình học vào phần con phàm đó là có thì quá khứ. Rồi tặng từ chỉ thời gian. Và ở đây mình có phần cuộc đời đức Phật
liên quan đến lịch sử, đó là một vị thái tử của dòng dõi Sắc Đế Lị. Từ vợ bé, thái tử đã được học kinh điển Vì Đà và nghệ thuật kiếm cung. Ngài là bậc thông hiểu ba tập Vì Đà và thiền xảo về nghệ thuật kiếm cung, đặc biệt là ngài có thể chế ngự các loài thú dữ có điều phục như voi, ngựa, vân vân. Một ngày nọ, thái tử tham gia cuộc thi tài nghệ với các hoàng tử. Khi ấy, nhờ vào tài điều phục con hắc mã hung dữ tại cuộc thi, ngài đã đánh bại các hoàng tử khác. Đó là phần lịch sử. Bây giờ chúng ta sẽ học phần những vận liên quan đến đoạn lịch sử này. Rồi sau đó mình sẽ học phần văn phạm. Khi tham gia điều phục con hắc mã hung dữ trong một cuộc thi thử thách tài nghệ giữa các hoàng tử. Rồi đây là phần tự vận. Tự vận này hầu như chúng ta cũng đã quen nhiều, chỉ còn số ít. Ví dụ như là Siddhartha Rajakumaro, thái tử Siddhartha, Kattiya Kula, dùng giỏi Sắc Đế Lị, Cúc Gành Hà Tí là học Paragu. Paragu là bậc thông hiểu. Quê Đá Ganh Thô là kinh điển Vì Đà. Giúp Thác Sĩ Pháp là nghệ thuật kiếm cung. Nghe lại lần nữa. Siddhartha Rajakumaro, Siddhartha Rajakumaro, Kattiya Kula, Kattiya Kula, Ugganhati, Paragu, Paragu, Vedaganho, Yuttasipa, hai lần nữa ha. Siddhartha Rajakumaro, Kattiya Kula, Ugganhati, Paragu, Về đã gần phù giúp thác xếp bác. Rồi xin mời lớp đọc bài. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Sư cũng xin đọc ạ. Siddhartha Rajakumaro là thái tử Siddhartha. Kattiya Kula dòng dõi dòng dõi Sắc Đế Lị. Ugganhati là học. Paragu là bậc thông hiểu. Vedaganho là Vệ Đà, kinh điển Vệ Đà. Yuttasipa nghệ thuật kiếm cung. Thưa sư xin hết. Ủa Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Siddhartha Rajakumaro là thái tử Siddhartha. Kattiya Kula là dòng dõi Sắc Đế Lị. Ugganhati là học. Paragu là bậc thông hiểu. Vedaganho là kinh điển Vệ Đà. Yuttasipa là nghệ thuật kiếm cung. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc từ vận ạ. Siddhartha Rajakumaro là thái tử Siddhartha. Kattiya Kula là dòng dõi Sắc Đế Lị. Ugganhati là đã học. Paragu là bậc thông hiểu. Vedaganho là kinh điển Vệ Đà. Yuttasipa
là nghệ thuật kiếm cung, con xin hết. Chúng mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro là thái tử Siddhartha. Khatiya Kula là dòng dõi Sắc Đế Lị. Uganhati là đã học. Paragu là bậc thông hiểu. Veda Gantho là kinh điển Vệ Đà. Yuthasipa là nghệ thuật kiếm cung. Dạ bà sư con xin hết. Xin mời Phật tử Công Ty. Dạ con xin đọc. Siddhartha Gajakumaro, thái tử Siddhartha. Khatiyakulán, dòng dõi Sắc Đế Lị. Uganhati, học. Bararu bậc thông hiểu. Vegas Hantho, kinh điển Vệ Đà. Yuthasipa là nghệ thuật kiếm cung. Dạ, xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro là thái tử Siddhartha. Khatiya Kula là dòng dõi Sắc Đế Lị. Uganhati là học. Paragu là bậc thông hiểu. Veda Gantho là kinh điển Vệ Đà. Yuthasipa là nghệ thuật kiếm cung. Bạch sư con xin hết ạ. Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Siddhartha Raja Kumaro là thái tử Siddhartha. Khatiya Kula là dòng dõi Sắc Đế Lị. Uganhati là đã học. Paragu là bậc thông hiểu. Veda Gantho là kinh điển Vệ Đà. Yuthasipa là nghệ thuật kiếm cung. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Ngọc Trân. Thưa sư con xin đọc từ vựng. Siddhartha Raja Kumaro là thái tử Siddhartha. Khatiya Kula dòng dõi Sắc Đế Lị. Uganhati là học. Pagaru là bậc thông hiểu. Veda Gantho là kinh điển Vệ Đà. Yuthasipa nghệ thuật kiếm cung. Thưa sư xin hết. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Cách Khánh ơi, cho cô đọc sao tự nhiên cái bàn tay nó che hết cái màn hình, không hiểu luôn. Giờ cô đọc nha. Dạ, dạ sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro, sai tử Siddhartha. Khatiya Kula là dòng dõi Sắc Đế Lị. Uganhati là đã học. Paragu là bậc thông hiểu. Veda Gantho là kinh điển Vệ Đà. Yuthasipa là nghệ thuật kiếm cung. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. Thằng hai thì các đi qua sang một ngày nọ, sắc ô tí là có thể xếp ba đi mang xa cuộc thi tài nghệ. Para chay tí là đánh bại. Tamay tí dự phục. Sama gãy chất tí tham dự. Miết dù tập thú. Cà lát sát các mã các hát khi ấy. Rồi nghe lại. Ê các đi qua sang. Ê các đi qua sang. Các cô tí. Tiếp phát đi mang. Tiếp phát
vi măng pha tiếp pha vi măng pha para chay yati para chay yati tamma yati tamma gacchati migu kalasa kalasa aha rồi lần nữa ha thì các đi qua thằng sakho ti tiếp pháp vi măng ta para chayati tamma yati tamma gacchati migu kalasa aha rồi mày lớp viết tay lên học bài. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, con xin đọc Eka Divasan. Một ngày nọ, sắc cô tí là có thể, Sipa Vimansa là cuộc thi tài nghệ, Bara Chá Giá Tí là đánh bại, đã đánh bại, đá má giá tí chế ngự, xá ma gách xá tí là đã tham dự, mí gô là con thú, ca lát xá là con ngựa, hắc hắc mã, a thá là khi ấy. Thưa sư, xin hết. Yeah. Mời cô Dị Bảo. Dạ, con xin đọc. Ê cá đi quá xăng là một ngày nọ. Sắc cô tí là có thể. Sim pá quy măng xa là cuộc thi tài nghệ. Bá ra chá giá tí là đã đánh bại, đá má giá tí là chế ngự điều phục, xá ma gách chá tí là đã tham dự, mí gô là con thú, cá lát xá là con ngựa hắc mã, ác thá là khi ấy. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư, con xin đọc ạ. Ê cá đi quá sân là một ngày nọ, sắc cô tí là có thể, xin phá quý mâm sa là cuộc thi tài nghệ, bá ra chá giá tí là đánh bại, Đá má giá tí là điều phục chế ngự. Xá ma gác cha tí là tham dự. Mít gô là con thú. Ca lát xá là hắc mã. Ác thá là khi ấy. Dạ, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. Đi cá đi quá xăng là một ngày nọ, sắc cô tí là có thể, Sipa quý măng sa là cuộc thi tài nghệ, para chá giá tí là đánh bại, đa má giá tí là chế ngự điều phục, xá má gách chá tí là tham dự, mí gô là thú, ca lát xá là hắc mã, ác thá là khi ấy. Dạ, bà sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. Ê cá đi quá xăng là một ngày nọ, sắc cô tí là có thể, Sipa Vimansa là cuộc thi tài nghệ,
Para chá giá tí là đã đánh bại. Đa má giá tí là điều phục. Sama gác chá tí là tham dự. Mí gô là con thú. Kalasá là hắc mã. Át thá là khi ấy. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Ê cá ví bát xanh một ngày nọ, sắc khô tí mà có thể. Xí bát ví mát xa, cuộc thi tài nghệ. Bát gắt, phá ra dắt giá tí, đánh bại. Đám ma giác tí, điều phục, chế ngự. Sa ma gác chắc tí là tham dự. Mí gô, thú. Ca lát xá là hắc mã. Át tha, khi ấy. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Pháp tử Ngọc Trân ạ. Thưa sư, con sẽ đọc từ vựng. Ê cá đi qua sân một ngày nọ, sắc cầu tí có thể. Xíp báo quy măng xa, cuộc thi tài nghệ. Phá ra trái giá tí, đánh bại. Đa ma giá tí, điều phục chế ngự. Sa ma gác trá tí, tham dự. Mí gô, thú. Ca lá xá, hắc mã. Á thá khi ấy. Để thưa dương xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc tư vấn ạ. Ê cá đi qua sân một ngày nọ, sắc cô tí có thể. Xích vá huy măng sa, cuộc thi tài nghệ. Phá ra cha gia tí đã đánh bại. Đa ma gia tí chế ngự điều phục. Đa ma gác cha tí đã tham dự. Ni vô hú ca lát phá hắc mã á thá khi ấy. Đã thưa sư, con xin hết ạ. Còn nghe tiếp không? Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. Bây giờ chúng ta sẽ học phần văn hóa, học về thầy quá khứ. Từ bài số 1 tới bài số 7 thì mình chỉ học được thì hiện tại thôi, với một số bản chia của các danh từ. Đến bài số 8 này thì mình bắt đầu phải có một thì mới nữa, đó là thì quá khứ. Thì quá khứ Atitakala trong tiếng Mali dùng để diễn tả một sự kiện đã qua, đã xảy ra. Ví dụ Ahang Achathe rằng, Quang Đinh, hôm nay tôi đã đảnh lễ một vị trưởng lão. Thì ở đây cái chữ Quang Đinh là động từ của thầy quá khứ. Tithatha Rajakumaro và Thamakwaya về đã gần thằng Vichani từ vợ ông thơ. Thái tử Siddhartha đã hiểu rõ kinh điển Veda. Ở đây cái chữ hiểu rõ Vichani đã hiểu rõ kinh điển Veda, đó là thì quá khứ. Thì ở đây mình có cái bản chia của thì quá khứ. Thì mình thấy hồi nãy là vô Ahang, chữ Ahang là nãy mình có Quang Đinh, thì nó bằng với cái ngôi thường ở đây, nó mình thấy là Ahang là Bách Chinh, hoặc là nếu mà người ta không xài Quang Đinh thì người ta xài Áo Quang Đinh, giống như ở đây là Bách Chinh. Số nhiều mới dân thì Bách Chinh Ha, Bách Chinh Ha.
còn ngôi thứ hai hay là ngôi trung thì mình có là phải chô á, phải chô thứ nhiều thì mình có tâm thê phải diệt hát, phải diệt hát ngôi sơ hay là ngôi ngôi thứ ba thì mình có sô sô phải sô sa tăng thì mình có phải chi á, phải chi, phải chi á, phải chi tê ta ta ní thì mình có phải chung á, phải chung, phải chi xuống á, phải chi xuống. Thì đó là phần động từ thì quá khứ. Ví dụ mình tập chia cái bảng này tí ha, để chúng ta xem cái bảng công tắc đi cho nó dễ chịu. Đây, đây là cái bảng chia. Thì mình đọc từ dưới lên ha. Ngôi thứ nhất, số ít á hằng phải chim á phải chim, số nhiều mới dân phải chim ha á phải chim ha. Ngôi thứ hai, số ít toàn phải chô á phải chô, số nhiều tùm hê phải chít thác á phải chít thác. Ngôi thứ ba, số ít phải chí á phải chí, phải chi á phải chi, số nhiều tê phải chung á phải chung, phải chim xuống á phải chim xuống. Thì quá khứ này nó hơi khó một tí. À, nó hơi khó một tí. Rồi xem lại ngôi thứ nhất, số ít phải chim á phải chim, số nhiều mới dân phải chim ha á phải chim ha. Ngôi thứ hai, số ít quăng phải chô á phải chô, số nhiều tôm hê phải chít á á phải chít á. Ngôi thứ ba, số ít phải chí á phải chí, số nhiều phải chi á phải chi á, xin lỗi. Ngôi thứ ba, số ít so phải chí á phải chí, phải chi á phải chi, số nhiều tê phải chung á phải chung, phải chi xuống á phải chi xuống. Chúng ta tập chia bằng cách tại ở thì quá khứ thì nó chỉ có hai bảng, so với thì hiện tại thì có bốn bảng, tức là một bảng bằng A, một bảng bằng A, một bảng bằng E, một bảng bằng O. Nhưng mà thì quá khứ thì nó chỉ có hai bảng, tức là các động từ cơ bản tên cùng bằng A, bằng A, bằng O, nó đều có bảng chia giống như cái bảng này. Chỉ có bảng chia bằng E thì mình sẽ có một cái chỉ có động từ cơ bản bằng E thì mình mới có một cái bảng chia khác nữa. Cho nên trong khi mà thực tập cái bảng chia này, chúng ta có thể chọn ba dạng động từ, tức là dạng bằng A, bằng A hoặc là bằng O. Bây giờ mình còn 5 phút, 4 phút để tập chia bảng này đi, xong rồi chúng ta chia. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bạch sư, con xin chia động từ bát chát tí thì quá khứ ạ. A hằng bát trình á bát trình, mai dần bát chim hà á bát chim hà. Ngôi thứ hai, số ít toàn bát chô á bát chô, số nhiều tùm hê bát chít thá á bát chít thá. Ngôi thứ ba, số ít Apache, 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 số nhiều, Apachum, Apachum, Apachim số, Apachim số. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ con xin đọc ạ. Con xin đọc bảng chia động từ có như bắt cho tí thì quá khứ. Ngồi thứ ba, số ít bắt chinh áp bắt chinh, số nhiều má dằn bắt chim hà áp bắt chim hà. Xin mời Phật tử Kim Cốt ạ. Thưa sư, con xin chia động từ bát chát tí thì quá khứ. Ngôi thứ ba, số ít. Ủa không, ngôi thứ nhất, số ít. Á hăng bát chim a bát chim, số nhiều má văn bát chim hà a bát chim hà. Ngôi thứ hai, số ít bát chô a bát chô, số nhiều bát chít thá a bát chít thá.
ngôi thứ ba số ít, số bác chí, a bác chí, bác chi, a bác chi. Số nhiều, t, bác chung, a bác chung, bác chim xú, a bác chim xú, thư sư hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư, con xin chia động từ ba ta tí là rơi xuống thì quá khứ đúng không thưa sư? A hăng, ba tin, à ngôi thứ nhất, a hăng, ba tin, á, ba tin, ngôi số nhiều, má răng, bá tim hà, á bá tim hà, ngôi thứ hai tăng, bá tô, á bá tô, số nhiều tung hề, bá tít hà, á bá tít hà, ngôi thứ ba số ít sô, bá tí, á bá tí, bá tí, á bá tí. Số nhiều T, ta tung, A ta tung, ta tin, xú, A ta tin, xú. Dạ sư, sư con xin hết ạ. Sư con xin đọc lại ạ. Dạ, xin mời cô Bảo. Dạ. Con xin chia bản động từ bát chá tí thì quá khứ. Ngôi thứ nhất số ít, bát chá, bát A-bát-chinh, A-bát-chinh, số nhiều má văn, bát chim hà, A-bát chim hà, ngôi thứ hai số ít, toàn, bát chô, bát, A-bát chô, số nhiều tôm hề, bát chí thá, A-bát chí thá, ngôi thứ ba số ít, bát chí, A-bát chí, bát chi, A-bát chi, số nhiều tê, bát chung, A-bát-chum, A-bát-chinh-xú, bát-chinh-xú, A-bát-chinh-xú, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phụng Đẹp ạ. Dạ, dạ thưa sư, con xin đọc bản chia động từ bát chá tí thì quá khứ ạ. Ngôi thứ nhất số ít A-hăng, bát-chinh, A-bát-chinh, số nhiều má-văn, bát chinh hà, a bát chinh hà. Ngôi thứ hai số ít là toan, bát chô, a bát chô. Số nhiều là tum hê, bát chí tha, bát chí thá, a bát chí thá. Ngôi thứ ba số ít là sô, bát chi, bát chí, a bát chí, bát chi, a bát chi. Số nhiều là tê, bát chung, a bát chung, bát, bát xí, bác chinh xú, a bác chinh xú. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Sư ơi con chia động từ bác đắc tí được không sư? Ngôi thứ nhất số ít á hầm, vắc điềm, á vắc điềm, máy dằn, bát đêm hà, a bát đêm hà. Ngôi thứ hai số ít tây quanh, quát đồ, a quát đồ, tùng hề, quát đít thá, a quát đít thá. Ngôi thứ ba số ít sô, quát, quát đa đí, a quát đa đí, quát đa, quát đa đi, a quát đa đí. Tây quách đùm, a quách đùm, a quách a quách đùm xú, a quách đùm xú, đúng không sư ạ? Quách đùm xú, a quách đùm xú. Dạ, sao mà mà Phật tử Ngọc Trân ạ. Sư, con xin chia động từ quan đá tí đảnh lễ.
Mọi thứ nhớ số ít, á hăng, quan đinh, á quan đinh, số nhiều, má dăng, quan đinh ha, á quan đinh ha. Mọi thứ hai số ít, toàn, quan đô, á quan đô, số nhiều, tâm hê, quan đi thá, quan đi thá. Mọi thứ ba số ít, số, quan đi á quan đi, quan đi á quan đi, số nhiều, tê, quan đục, quan đùng, á quan đùng, quan đinh số, á quan đinh số. Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư, con xin chia động từ rô rá tí là khóc đó sư. Con xin nhắc số ít, á hàng rô điên, á rô điên, số nhiều má dăng rô điên ha, á rô điên ha. Ngôi thứ hai số ít, toàn rô đô, á rô đô, số nhiều, tum hê, rô đít thá, a rô đít thá. Ngôi thứ ba, số ít, sô, rô đí, á rô đí, rô đi, á rô đi, số nhiều, tê, rô đùm, á rô đùm, rô đùm xú, á rô đùm xú. Dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin chia động từ Pachati thử quá khứ ạ. Ngôi thứ nhất số ít, á hăng Pachin, á Pachin, số nhiều mát răng Pachim ha, á Pachim ha. Ngôi thứ hai số ít, toàn Pacho, á Pacho, số nhiều tung hê, Bá Chí Thá, Á Bá Chí Thá. Ngôi thứ ba, số ít, Sô, Bá Chí, Á Bá Chí, Bá Chi, Á Bá Chi, số nhiều, Tê, Bá Chùm, Á Bá Chùm, Á Chim Sú, Chim Sú. Bạch sư con xin hết ạ. Giờ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Rồi, mời con một tăng đi. Dạ. Dạ, chúng con kính tri ân sư đã giảng, đã dành thời gian để giảng dạy bài học Bali ngày hôm nay. Và cô, sau đây con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo đến chư thiên ạ. Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con xin thay mặt các học viên xin tụng kinh hồi hướng đến chư thiên buổi học hôm nay ạ. Akasatha chapamatha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakanto sasanang. Akasatha chapamatha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakanto no garu. Akasattha cha pammattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo. Akasattha cha pammattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo. Akasattha cha pammattha devanaga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakanto panino. Akasattha cha pammattha devanaga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakanto no sada. Idang vatano punyang asawa khaya wahan hon tu anagate kale. Sadhu sadhu sadhu. Lớp học đã kết thúc. Con kính tri ân sư và chúc cả lớp luôn an vui. Dạ, sư ngủ ngon. Dạ. Để ý cái câu cuối đó là động từ nó là hô tú, chứ không phải là hô tú. Đọc để ý nó để đọc sai. Dạ, sao?